Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 đến 2,34 và 10 hiện nay lên 1, 2,68 và 12. Như vậy, với sự thay đổi này, mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương đương với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi đến các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ ngành về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong công tác khám bệnh, điều trị bệnh. Theo đó, thì nghiêm cấm kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế gợi ý chuyển người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi, rà soát phát hiện chấn chỉnh xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong thống kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh, nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng, đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên, báo cáo về Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và cơ quan có thẩm quyền nếu có các khó khăn vướng mắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đáng chú ý nhất của kế hoạch này là sẽ đưa nghệ thuật đờn ca tài tử giảng dạy vào môn âm nhạc và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tức hoạt động trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra cũng sẽ tổ chức mở lớp hướng dẫn truyền dạy 20 bản tổ đờn ca tài tử cho cán bộ phụ trách công tác văn hóa xã hội, giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và hội viên các câu lạc bộ đờn ca tài tử, đầu tư trang thiết bị sinh hoạt đờn ca tài tử cho câu lạc bộ và nhà văn hóa ở các địa phương trong tỉnh. Theo dữ liệu tìm kiếm của một nền tảng đặt phòng trực tuyến uy tín, khách Trung Quốc quan tâm du lịch đến Việt Nam vào đầu năm 2024 đạt 95% so với năm 2020, thời điểm trước khi các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 được áp dụng. Năm 2020, thì Trung Quốc là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng về tìm kiếm các thông tin du lịch ở Việt Nam. Du khách đến từ quốc gia này lựa chọn Việt Nam vì nền văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2021 và lệnh đóng cửa biên giới đã khiến lượng khách đến Việt Nam giảm sút đáng kể. Sau khi mở cửa lại, mức độ tìm kiếm của năm 2022 và 2023 chỉ đạt 3% so với năm 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, sự quan tâm trở lại của du khách Trung Quốc đại lục đối với Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể khi kết thúc năm 2023. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai với khoảng 1,74 triệu lượt khách. Vâng, nếu trong thời điểm mà đầu xuân năm mới như thế này được lựa chọn một cái địa điểm để mà du xuân hoặc là vui chơi thì chị Ngọc Trâm sẽ chọn địa điểm nào? Thu Thức phải nói là thời điểm này khi mà mùa xuân đang đúng vào cái độ đẹp nhất và nước ta cũng có rất là nhiều những địa danh du lịch hợp lý thì cũng khá là đắn đo khi mà phải lựa chọn ra một cái địa điểm để đi du xuân. Tuy nhiên nếu như là tôi thì có lẽ là thời điểm này tôi sẽ chọn ghé thăm tỉnh Yên Bái cũng như là ghé thăm núi rừng Mù Cang Chải ạ. Bởi vì lúc này thì hoa tớ dày cũng đang nở rộ rất là đẹp ở nơi đây đấy ạ. Vâng, rõ ràng nghe chị Ngọc Trâm chia sẻ thì chúng ta thấy đây là một cái địa điểm vô cùng thú vị đúng không? Thưa quý vị khán giả, hoa tớ dày được người Mông tại Mù Cang Chải gọi với cái tên rất là dân dã đó chính là bằng tớ dày. Đối với người Mông ở Mù Cang Chải, loài hoa này báo hiệu mùa xuân sớm khi bà con chuẩn bị nông cụ để vào vụ mới. Hoa còn báo hiệu cho ngày Tết của người Mông vì nở đúng vào dịp đồng bào người Mông ở đây tổ chức ăn Tết dân tộc nữa thưa quý vị. Và cũng xin được chia sẻ thêm đó là hoa tớ dày thì gắn liền với đời sống của rất là nhiều thế hệ người Mông rồi ở vùng cao Mù Cang Chải đấy ạ. Là loài hoa có sức sống mãnh liệt và chỉ nở vào mùa đông lạnh giá. Hoa tớ dày ở nở rực rỡ nhất thì phải kể đến là ở xã La Bán Tẩn này, bản Trống Tông, bản Trống Báo Sang. Sức sống mãnh liệt, lạ thường và vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này không chỉ làm sao xuyến những chàng trai và cô gái bản Mông mà còn có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút khách du xuân đến với vùng cao Mù Cang Chải. Xuân đến trên những sườn núi triền đồi xanh thẫm của Mù Cang Chải bừng lên sắc thắm của hoa tớ dày. Dưới cội hoa, những chàng trai cô gái Mông đi du xuân súng xính trong váy áo sặc sỡ, tiếng kèn gọi bạn lúc trầm lúc bồng. Ở bản mình năm nào cũng rất nhiều hoa tớ dày nở. Có rất nhiều người dân và du khách khắp nơi đến đây để ngắm cảnh và chụp ảnh. Mình cảm thấy rất vui vì nơi mình sống đã được nhiều người biết tới. Mong rằng sau này, mùa hoa tớ dày sẽ trở thành một mùa du lịch ở đây. Tớ dày đã trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất Mù Cang Chải. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt,
nhiều khi nhiệt độ có lúc xuống dưới âm độ C, xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, mùa đông càng khắc nghiệt thì sức sống của cây tớ dày càng mãnh liệt lạ thường. Mùa xuân đến, những chùm hoa rực rỡ nở bừng, khoe sắc giữa không gian rộng lớn. Năm nay hoa tớ dày nở rất đẹp. Mình chỉ mong là trong năm mới, thời tiết thuận lợi, mùa màng tươi tốt, cây trái bội thu để ai cũng có cuộc sống đủ đầy, đầm ấm và hạnh phúc. Chỉ tính năm 2023, huyện Mù Cang Chải đón 365.000 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu gần 356 tỷ đồng. Những con số này cho thấy du lịch đã thực sự là điểm sáng trong bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mù Cang Chải. Chính quyền địa phương cũng đã tích cực phát triển các sản phẩm du lịch để hấp dẫn và giữ chân du khách. Thực hiện cái chủ trương của huyện Mù Cang Chải để xây dựng huyện trở thành huyện du lịch vào năm 2030, với xã Lao Tẩn thì hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn xã, làm việc tập trung tuyên truyền vận động người dân bỏ việc tốt các diện tích ruộng bậc thang trên bàn xã, và đồng thời là phát triển và bảo vệ cái diện tích cây hoa tớ dày. Ai đã từng đến với Mù Cang Chải chắc hẳn đều được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, nhưng sẽ là chưa đủ khi chưa được nhìn ngắm và chìm đắm trong hương sắc của một loài hoa tớ dày. Vẻ đẹp riêng có của loài hoa này cũng đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách đến với Mù Cang Chải trong hành trình du xuân, khám phá mùa xuân của núi rừng Tây Bắc. Hy vọng là đây sẽ là một gợi ý thú vị dành cho quý vị và các bạn chúng ta có niềm đam mê du lịch. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin thời tiết để chúng ta có thể là du xuân trong những ngày tới, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với biên tập viên Ngọc Trâm với những thông tin dự báo thời tiết cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ hôm nay duy trì trạng thái mưa phùn và sương mù rải rác với nhiệt độ trong ngày từ 17 cho đến 20 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay thì một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó là ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ trên toàn khu vực giảm chỉ còn từ 10 cho đến 13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc chỉ từ 7 đến 10 độ và vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Tại Trung Bộ, từ sáng sớm nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng từ 19 đến 21 độ. Từ đêm nay cũng chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc, nên là các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Mức nhiệt giảm chỉ còn từ 13 cho đến 16 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành này sẽ phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và 35 cho đến 37 độ tại Nam Bộ. Thưa quý vị, hiện đang là cao điểm mùa khô ở Nam Bộ, nắng nóng kéo dài làm giảm mực nước ao và tăng độ mặn cùng với cặn bẩn trong ao sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh trên tôm, một trong số đó là bệnh phát sáng. Bệnh tôm phát sáng do nhóm vi khuẩn Vibrio gây nên. Sự phát sáng của những vi khuẩn này ở trong gan tôm nhờ hoạt động của chất tiết ra từ men. Tôm nhiễm bệnh, cơ thể sẽ phát sáng, bỏ ăn và chết rải rác. Để phòng trị bệnh phát sáng trên tôm nuôi, bà con cần phải lưu ý nên chọn tôm giống có nguồn gốc chất lượng uy tín, đảm bảo không nhiễm bệnh và vi khuẩn, thả nuôi với mật độ thích hợp. Bà con nuôi tôm ở độ mặn vừa phải, không nên quá cao, hạ độ mặn để hạn chế vi khuẩn phát sáng phát triển. Duy trì mực nước để tránh tình trạng nước giảm, tăng độ mặn và nhiệt độ cao làm bùng phát vi khuẩn gây bệnh. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ao nuôi như là pH, kiềm, O2 và các chỉ tiêu khí độc như là NO2, H2S, NH3 để có biện pháp xử lý kịp thời nhất. Bổ sung vitamin C, men tiêu hóa, khoáng vi lượng vào khẩu phần ăn hàng ngày của tôm nuôi để tạo sức đề kháng và giảm stress cho tôm. Sau khi tôm được 21 ngày tuổi thì cần phải định kỳ kiểm tra vi khuẩn Vibrio trong nước 3 ngày một lần. Bà con có thể mang mẫu đến kiểm tra tại các phòng lab gần nhất. Và như thường lệ, phần cuối chương trình sẽ là những nội dung thời tiết đáng chú ý trong cả nước vào ngày hôm nay.